chín đúng không? Mềm á. Ồ, cái này để ít bữa nữa là nó chín rồi các bạn. Chín rồi nè, em nghĩ ăn được rồi đó. Cái mũ này Thôi ngủ là rồi. Mày khẽ thử nha. mềm không? Mềm Mềm. thì ăn Nè các được. bạn, cái này loại trái sung màu vàng nha, không phải trái sung màu tím thì nó có màu tím. Ừ. Nè nó mềm rồi. Rồi, ăn này rất là ngọt các bạn. À, thử đi. Anh ăn cái bự nè. Ông xã À, mình thích ngon ăn cái này đó. Này ăn lột vỏ phải không? không? À, cái này có nhầm cái cây bự các bạn, trồng nó trái nó rất là bự. Wow, bữa nay trời đẹp quá trời quá đất luôn. Không có một đám mây luôn các bạn, không có một chút mây luôn. Nhưng mà À, cũng hơi lạnh. ok, bữa nay bà xã với con trai của mình làm cái gì đây? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình chính ra sau vườn coi có gì để hái không, nhưng mà mình đi ngang cây sung mình thấy có mấy trái bự bự nè các bạn. Có chín không? Để mình coi có trái nào chín mình ăn thử coi. Anh thấy không có chín rồi đó, thấy chưa? Ồ, có trái bự nè. Cái loại này loại vàng á anh, là nó chín, nó đâu có phải tím giống như ở phía trước. Ồ, rồi các bạn, này trái sung nè. Chín không? Mềm á. Ồ, cái này để ít bữa nữa là nó chín rồi các bạn. Chín rồi nè, em nghĩ ăn được rồi đó. Cái mũ này Thôi ngủ là nè. Mình sẽ thử nha. mềm không? Mềm. Mềm thì ăn Nè các được. bạn, cái này loại trái sung màu vàng nha, không phải trái sung màu tím thì nó có màu tím. Nè nó mềm rồi. Rồi, ăn này rất là ngọt các bạn. À, thử đi. Anh ăn cái bự Ông xã nè. mình Ngon thích không? ăn cái này đó. Này ăn lột vỏ phải không? À, cái này có nhầm cái cây bự các bạn, trồng nó trái nó rất là bự. À, mình Ừ, phải mọc ăn nó nào. một chục trái này luôn. À, thường thường mình để cái Mọc đây này à? á, nó mềm một chút nữa là ăn luôn vỏ luôn nha các bạn, khỏi Ừ. cần phải lọc ra. Nhưng mà tại vì này mình mới hái nó còn hơi sống á, Nhưng mà cũng mềm á, ngọt ngay à? cho nên mình nó còn mủ á, cho nên mình lọc vỏ ra. Nhưng mà rất là ngọt, Ừ. ăn hình như ăn rất là tốt nữa các bạn. Ở trên này nó mắc lắm rồi các bạn, bây giờ ngay mùa đó mà nó Ngon bán quá. ở ngoài á là 3 đồng một phao á, còn không có đúng mùa thì nó bán tới 6 đồng nha. Rất là ngọt, nó Còn ngọt cái thanh nào nữa thanh, không? nó ngọt thanh, ăn Ừ, rất là ngon các bạn. nhiều trái lắm các bạn, mà Ừ. nó ồ nó không chín rồi nè. Ừ. Nhiều trái lắm luôn nè. À, nếu mà nó có ít nắng, nắng ít bữa nữa, Dạ, ít nhưng mà tuần sợ nữa là lạnh chắc rồi. nó Ừ. chín á. Thôi để mình là lại xem cái vườn rau mình có gì để hái không. Ok, Aiden làm gì Aiden? Ê Đen, đi hái phụ mẹ nè. Chị ba lo chơi rồi hả? Ừ. Ồ, hôm nay cái cây cà chua đó nó cũng muốn tàn rồi, thôi mình cắt luôn cái gốc nha anh. Mình cắt cái gốc cà chua này luôn các bạn, để mà mình dẹp luôn cái vườn á, tặng tới năm sau mình đỡ dọn chút xíu. Chờ con, mẹ cắt cái gốc rồi con đi. Các ông à, Con đi các bạn thấy không? Trái xu bây su của giờ. mình cũng rất còn rất là nhiều không? Mà bà xã của mình nó thích làm giống, cho nên hôm nay Mình hái một ít thôi, mình chừa thêm ít trái làm giống, tại vì hôm có nay mấy cái người quen đó, họ xin đó các bạn. Thành ra hôm mình nay bà xã kêu mình để ít thêm ít trái nữa làm giống không? dạ Ok, em cắt mấy cây cà này luôn hả? ừ em cắt hết luôn á. Ok. Wow, cái cây này nè, thấy các bạn. Cái trái này là cái trái đầu tiên đầu mùa á, bữa nay Nó muốn ra mộng rồi phải không? nó ra mộng rồi đó, chứ thấy chưa? Cho nên các bạn mà để cái này chừng chừng hai một tuần nữa chắc nó lên cái dây mới luôn á. Cái dây mới mình cần. Ờ, để mai mốt mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để Đúng làm rồi, giống cái thấy cây đó, su này ha, làm ương giống á. nó lên mộng á. Ờ, coi nè. Cho nên các bạn mà để ít bữa nó theo dõi đi, mình với bà xã mình chỉ các bạn cách là Cách làm ương. giống, cách ươm cái su su này. Các bạn có thể mua những cái su su ở ngoài chợ về làm giống cũng được. Nó dài thằng lợn à. Wow, nó lọt ra lọc đọc luôn kìa. Ấy đành hái cà đi con. Ấy đành. Con với chị hai hái cho mẹ đi. Nè các bạn nói cũng cũng hơi chín chín hết rồi, thôi Wow, nó cũng còn trái rất là nhiều nè các bạn thấy không? Ấy đành lượm đấy con. con lượm trái non cho mẹ đi, Dạ, pick cái con lấy trái xanh luôn cũng được nè. không hết trái xanh cho mẹ luôn cũng được. Pick the green one also okay. The green one is okay. Okay, go ahead. Yes. No, no, no. Come put it in the inside the bowl. Yeah, you do it slowly. Yeah, this one is also good. Pick all of them. Dính sình không vậy nè.
cho nhỏ phụ mẹ nè, cho tắt nó cho nhỏ cái đi, tắt cho nhỏ cái. Thôi để cho nhỏ thôi chứ tắt thì sao được. Có, em không lấy cái dao em cắt mấy cái. Có, cái lễ nó dữ lắm, cái lễ nó dữ dội lắm. Thì biết rồi nhưng mà lấy cái dao cắt á rồi mai mốt ấy, anh nhổ lên, đâu có cần phải nhổ bây giờ. Hả? Cái kéo hồi nãy đâu? Kéo đâu mất rồi, kéo mày đâu con? Cái kéo cắt giường á, chứ giờ nhổ lên đất không? Đây. Quá trời rễ luôn cà chua. Đó. Mình kéo ra đây luôn hái cho nó dễ. Nè. Rồi, chỗ này trống rồi các bạn. Cái kéo của mình đâu rồi ta? Gì? Cindy. Con vô kêu Cindy đi. Rồi con hái đi, con với chị ba hái đi. Wow, nè, mấy cái trái bầu này giờ nó chết không? Nè. Cái này đất cái đất này nó cũng tơi xốp ghê á. Tại vì mình sẽ đi mua thêm cái cây tấn thêm cái này cho nó cao cao lên giúp các bạn. Nó hơi thấp quá sợi gì nó. Đất nó ra nó ghê quá. Mình tưới rồi cái nó văng ra ngoài gặt. Cái kéo của mình đâu ta? Đây. Đây các bạn, đây nó mấy trái bầu này chắc có thể là nó lớn chút nữa đó các bạn. Bữa nay thì mình hái ít trái su, mình để giống thêm ít trái nữa tại vì có nhiều người xin quá. Để thêm hai trái nữa được rồi. Hả? Tại có hai người xin lận tới 4 trái. Mình mai mốt mình chỉ trồng trái thôi. Nhưng mà cũng chưa chắc nó lên mà. Lên nhớ không? Cái này là dễ lắm. Nhưng mà thì để đi. Thì mình để một cái cặp này đi ha. Cái cặp này. Thôi để thêm một trái hai nữa được rồi. Không yếu, để một cái cặp này đi. Với một cái trái nữa, ba trái đi. Thôi thì bữa nay thì thôi mình để cái này đi nha, cái này nó phất ở đây nè. Nó để cái nào gần gần đây cho nó tiện luôn. Nha, hái đây trước đây nè các bạn ơi, xô lên nè. Không ta rứt cái trái này vô ăn rồi, cái này nó lên lên mọng rồi. Đâu ăn nổi nữa, nó già rồi. Nè, ở đây nè. Nó già đâu còn ăn được nữa đâu mà rứt. Nè, đây này bự nè. Mày hái mấy cái này hết không đi, bự rồi. Ơi. Con hái ấy đi con. Xin đi con pick mấy cái. Còn cái này được bự quá rồi. Nè, cái này cũng bự rồi nè. Xin đi. Mấy cái thu ở dưới đó mẹ rút ra là cả con lượm bỏ vô. Ở trên đây nè, bữa hổm nó ra mấy cái tược á. Ý đó là ra mấy cái nụ hôm nay nó bự hết nè các bạn. Nè. Nó chưa lớn dữ. Mà không biết mình hái được mấy lần nữa đây. Thôi mình có 5 trái không? 1 2 3 4 5. Thì bây giờ mình để thêm một cặp nữa đi. Cặp này ha. Rồi hái hai một cái đùm nó luôn đi. Thì mình sẽ hái cặp này. Các bạn. Này mấy trái hai cặp này ha. Cái này là kêu đùm chứ không phải là cặp. Hai trái là một cặp dạ. Dính lẹo luôn. Mình có tình để cái cặp đó thử coi sang năm mình trồng nó coi nó có dính lẹo không. Cái này luôn ha. Nó cặp vậy chứ nhưng nó có hai cái ấy nó đi. Ai đâu thì ý em để giống cái sang năm nó có lên nè. Ok, hái nhanh lên. Rồi, còn mấy cái này nhỏ nhỏ nè. Hái cái này luôn ha. Wow, nè. Một cái nào to hái được hết luôn đi. Chắc hai lần nữa ha. Ok. Tại trời cũng bắt đầu lạnh lắm rồi. Cindy với Aiden nó làm từ trái rồi ta. Đại đi con, hái hết luôn đi. Hái hết luôn đi. Nhiều lắm á. Cái này mình để ha. Coi như là để trái 5 trái. Ở mấy dưới trái, nhiều lắm á, xin đi. Chắc mình phải dán giấy ra nè để mốt nó bị Mà bây giờ em hái vô luôn đi cũng được, nó làm giống để cho già già anh chút đi. Nó không phải gì, anh không có cần già, cái nó cái hộp nó ở trong biết là rồi, được rồi. Nhưng mà em để đây khi mà nó lên cái con vậy là nè, hôm nay hái được nhiêu đây nè. Rồi nó mau lớn lắm. Hôm nay mình hái được nhiêu xu đây các bạn. Chứ mình hái ít xà lách luôn, tại vì hôm nay lạnh quá, chắc mình hái luôn ít xà lách này. Cái cỏ bữa nay nó thấy các bạn nó mục rồi, các bạn mình cứ đổ vậy cái khi mà cái mình hết rau rồi đó, cái mình cứ lấp đất lên là nó mục rồi. Hôm nay trời lạnh rồi, cái xà lách của mình nó bị xuống đó các bạn. Nè. Em cắt xà lách hết luôn hả? Em cắt ít cái đủ ăn thôi, tại vì nó cũng xuống rồi, nó lạnh là nó bị hư à. Nó không phải hư mau vậy đâu, tại có mấy con chuột nó quằn nữa phải không? Mấy cái một
mình hái ít cây này nè, một đó gia đình chuột ở trong đây nè các bạn. Đó mình hái nè, nè nó quần nó bị gãy á, thành ra nó bị héo ha, nó chạy vô đó nó ở đó, nó quần. Còn mấy xà lách này á thì nó loại xà lách giòn, bữa mình trộn xà lách á, cái này thì nó rất là chịu lạnh cho nên thôi chừng nào mình ăn rồi mình hãy lấy. Cái đó là lettuce. Còn cải rổ này chắc cắt cũng được á em. Chắc mình hết hết cải rổ. Còn đây cải xà lách son này nó dược ở trong rồi kìa. Ok. Em để là hai cây hả? Hả, mình thấy 4 cây. Hái hết rồi con, hái vậy biết chừng nào xong, xin đi, nhanh lên con. Hết rồi. Chắc phải cắt cỏ nữa em ơi, cỏ nó cao. Mới cắt tầng mà nay nó lên rồi, tại vì hôm nay trời cứ nắng nắng vậy nè, mà trời mát mát á, trời lạnh lạnh á, nó lên dữ quá, khi nào mà nó đông đá thì nó mới chết thôi các bạn. Phải cắt cỏ là phải xếp mấy cái này ngay ngắn rồi đổ đất lên đó các bạn. Dạ, bữa nay mình tính làm, với lại mình tính bữa nay mình sẽ dời mấy cái strawberry lên á, để cho mà có tới mùa xuân năm sau mình sẽ có strawberry để ăn ha. Tại vì nếu mà mình dời vào khoảng tháng tới năm sau mình mới dời á thì nó không có kịp có trái, mình sẽ bị không có trái cho mùa đó luôn các bạn. Chứ là trời hôm nay nó mát, mình dời vậy nó cây nó không bị với lại chết, không? Nó không bữa hổm mình dời mấy cái cây lên cái chậu đó mà hôm nay nhìn nó tốt ghê luôn á. Lúc này là lúc người ta trồng mấy cái cây cho sang năm. À, chuẩn bị cho sang năm lận nó có tại trái. Lúc mà nó mát, nó không có nắng nóng, nó không có, nó mưa nhiều nữa cho nên cây nó mới trồng nó sẽ tươi tốt hơn, nó dễ sống hơn. Mấy cái trái su làm giống của mình nghĩ nó cũng hái vô được rồi, nhưng mà mình để cho nó già chút xíu nữa, tại vì khi mình đã đông đá đó thì nó mới hư, cho nên mình chờ trước khi đó thì mình hái vô thôi các bạn, cho nó già thì nó khỏe hơn. Nó nứt mọng như cái trái đầu tiên là hư rồi. Thì chỉ có trái đó là nứt mọng thôi, nhưng mà không sao, mình cứ thử nó đi. Phải nó lên thì lên, tại mình cũng để dư mà. Hôm nay được một ít mấy cây dây bầu nó vẫn còn tốt quá ha, nó đâm chồi lên cả, nó dược lên cao cả. Mà nó không có trái nữa đâu. Lạnh rồi. Anh thấy nó ra nụ nhiều quá trời. Nhưng mà nó bị úng quá nè. Mà tại chắc lớn là không? Đâu có lớn phải không? Nó bằng ngón tay cái vậy đó. Dạ. Nếu mà trời nắng như vậy nó có thể nó lớn đó các bạn. Nhưng mà chắc rồi. Là trời nắng như vậy chắc là không có nữa đâu. Ít lắm. Chắc cái trái này mình hái luôn hả em ơi? Hả? Cái bí này nè, cái bầu này nè, nhỏ xíu nè, nó đén nè. Cái nào, cái bầu á hả? Vô luộc cho Aiden nó ăn không? Aiden ăn không ta? À không, này nó cũng có con trái này mà nó bắt đầu nó hư nữa không? Hư rồi, nó lạnh hư nè, có con trái nó bị đẹp thấy không? Ở đây nó có trái su nữa hả? Hái luôn đi, coi cho nó nằm ở trên đó. Ồ, ở trên trời, ở trên quá trời luôn á trời. Thôi thấy ha. Nhưng mà nó còn nhỏ hả nè, nè. Thấy không? Nè, đây nó nè. Các bạn. Wow, mà mình không thấy chứ. Rồi đây nè. Ngon ngoài quá. Nè, đây đây. Ở đây. Ở đây nữa nè. Nhiều lắm rồi. Thấy không? Trái nhóc luôn. Lần vợ mình để mình không thấy là nó bị già nha. Cái này có một dây nha các bạn. Quá trời luôn, sang năm mình trồng dây hơn 2 dây. Một dây thôi. Wow, trời, cái trái giống của mình nè. Tại mình trồng ở đây nhiều quá mình ăn không hết, mình để giống chứ các bạn cứ ra ngoài chợ các bạn ở đây ra thì mua về cái làm giống ủ nó là nó ra mình lựa mấy trái già đó các bạn, cứng mình bấm cái lá cái vỏ của nó mà vẫn còn cứng cứng á, mà bấm cái tay không vô là nó tại vì mấy năm rồi á mình làm thử á nó tất nó cả lên. Đều lên hết. Cái trái này là tại vì cái trái đầu tiên của mình đó, cho nên là nó quá già nè các bạn, cái này là quá già để làm giống luôn, rất là tốt luôn nha. Có nhầm khi làm biến thì mình đi mua thôi, chứ thật ra các bạn cứ ra mà chợ mua là về ủ nó là đúng mùa xuân năm sau nó nảy, nó lên cao. Rồi cái mình đem ra mình trồng, cái này nó nứt nứt nẻ rồi các bạn, thấy không, nó già dữ rồi đó. Phụ đi con. Ok xong chưa? Chưa, mình phải
tại vì mấy cái rau thơm của mình ở trong nó cũng muốn hư rồi, cho nên là mình phải đắp đất nó lại để mà sang năm nó lên cây con khác đó, lên tượng khác. Mấy cái bắp cải này là bắp cải thế kỷ rồi các bạn, tại vì nó lâu lớn quá kêu là bắp cải thế kỷ. mà em nghĩ bây giờ lạnh nó không biết nó lớn không ta. Thấy chỉ được một bắp hai bắp nó được ba lớn vậy thôi, còn mấy kia hình như nó bị già rồi, nó teo rồi, tại vì ở trên cái giàn bầu với su của mình nó che nắng hết các bạn, cho nên trồng năm nay hơi dở một chút. Hả? Cái trái bắp cải đó, mà bắp cải Việt Nam đó các bạn, nếu mà có nắng đầy đủ nó rất là ngon ha, rất là lớn luôn. Rồi xin để ở đây trái nhiều lắm nè con ơi. Wow, nè, Mấy nhiều cái lắm. cây măng tây này ha, mình cứ để như vậy hay là mình cắt cũng được, nhưng mà để như vậy đi, Không, chắc mình cũng phải tỉa anh nè. cái năm sau, mùa xuân năm sau bắt đầu nó đâm chồi non lên cái mình ăn rồi, không hồi À, đó mình cây mua măng chỉ tây đó đó các bạn, chắc khoảng tuần sau mình phải tỉa cho nó ngắn xuống á, tại vì mình ngắn vậy tới mùa mùa xuân á nó sẽ lên cái đọt á non nhiều hơn và nó sẽ tốt hơn ha. Mình để thì nó cũng lên nhưng mà nó không hơi eo uột một chút. Hồi đó thì mình mua chỉ có mấy cây thôi các bạn, tại vì cái cây nhỏ đó nó cũng mắc lắm, tới mười mấy đồng một một cây á các bạn. Cây đó nó mắc lắm. Mình mua 4 5 cây vậy mà nay nó đâm chồi nó lên quá trời luôn á. Trong cái gốc nó bự rồi mới lên mà nó Hình sẽ như anh gầy nó khoảng 4 4 năm này phải không? cũng lâu rồi, nhưng mà mình giống như cái gốc nó càng bự thì nó có nhiều cái tược các bạn, mai mốt được nhiều mà hồi năm ngoái nó hái cũng nhiều ghê luôn Lên rất là tốt luôn. còn mấy cái cà chua này á mình hái nó xanh xanh vậy chứ bữa mà em vô em để cái nó chín hết trơn à, cho nên mình hái hết Hồi luôn đi. bữa nấu canh chua đó mình bỏ vô nấu cũng rất là ngon luôn. Xanh vậy chứ nó cũng ngon các bạn, mà mình để nó cũng chín rồi ha. Quá trời một rổ à. Còn đây nữa nè. Nhiều lắm luôn á. Wow, có mấy trái này không thấy trái cà bự rồi, để Cà bự nó thui luôn nó ha. bị hư rồi, tại vì lạnh nó không chín nên nó bị hư. Ổn ha. Đặt qua luôn. Ok, nhiều quá rồi. Cái này cái mình lấy Xích qua con, xích qua. mình cắt xong rồi các bạn, cứ mình lấy cái kéo mình cắt cho nó khúc khúc khúc, mình dục vô trong đất lại. Em nghĩ nó dẻo quá rồi, em không dục đất đâu, cái này nó lâu tan hơn á. Cái lá gì bất cứ cái gì á, à, Mình tại ủ vì làm phân nhưng mà cái mình này nó tủ nó làm dài. phân là được hết á. Cái nhánh này, trời ơi. Cái nhánh này để mình bỏ cho nó không có ngã nè, lấy ra. Wow, một thao luôn ha, ở đằng xa này không? Em đang hái á hả? Rồi, xin đi đi đâu rồi? Trốn rồi đó, nó làm vậy xong đó. Bữa nay con gái lớn mình thì đi làm các bạn. Hình như Aiden em thì nó làm tới 5 ngày luôn phải không? Hôm nay nó chưa có đi học, tới tháng 1 nó mới vô học lận, tại vì nó đăng ký lớp không có đó các bạn, nó lên đại học rồi. Nó đăng ký tháng 1 thì nó mới có lớp. Thành ra hôm nay nó đi làm từng 5 ngày. Mai mốt đi học thì chắc nó làm từng 6 7 nhật thôi các bạn, làm chắc ít tiếng ngày thôi. Bây giờ cũng dành thời gian cho nó học làm bài đó. Con lượm bỏ vô trong thùng cho mẹ luôn đi. Ok, còn đi vô đâu nữa không? Vô trong phòng chị không? Thôi, Mày kính. chắc nhiều quá đây. Để ít bữa tuần sau đi, mệt rồi. Làm biếng này các bạn ơi. Mệt rồi. Anh ngồi anh quay bắt mình làm cho mình mệt rồi. Quay vậy cũng mệt lắm á. Dám mệt đâu. Sau đó cái đó còn trái nhiều quá em. Đó. Hả? Còn không? Nhỏ nhỏ. Thì cũng ba lớn nha, nó còn khoảng mười mấy trái trong đó đó. Ai vậy? Thôi để đây chút tính đi. Nè các Đó. bạn, vẫn còn trái nè. Đó. Cái em kia em giục vô thùng rác nó cũng còn đùng đùng vậy đó. nè.
xong rồi. Để đây chút mình dẹp. Ok, để coi xung quanh cái giường của mình ha. Aiden đưa mẹ cái kéo qua Aiden. Đây cái cây này à. Cái cây này khổng lồ luôn mà không có trái gì hết. Chưa có trái quá, chắc mình nghĩ nó chưa trái thôi, chắc nó cũng có trái chứ. Không có trái luôn á. Ê, không có bông luôn á. Bắt đầu có rồi chứ hả? Không có bông gì luôn. Ôi, nó không có bông gì hết, mình là cắt cây này mình ăn đi. Chị? Ăn cái thân, ăn cái lá nó luôn. Lá sao ăn? Mình để cái đó là cái cây gì vậy đó, mình đang thí nghiệm đó mà. Còn cái cà này để đây hay là mà nhổ? Cà đó nó có nắng thì em thấy nó vẫn còn chín, ok, em để đó đó. Ok, bây giờ tới mình thôi, mình phải đi cắt cỏ rồi. Bữa nay thì mình tính đi vô trong để mình ủ mấy cái cây okay. Cái cây rau thơm của mình. Nhưng mà mệt rồi các bạn ơi, để tuần sau đi ha. Ok, mình kết thúc ở đây đi không? Bữa nay mình thu hoạch được cái gì đây? Nhiều quá không? Hôm nay vợ chồng mình thu hoạch được một cà chua quá trời một luôn. Thao cà chua các bạn. Cà chua này nó hơi ửng ửng nhưng mà mình đem vô nhà thì nó sẽ chín rồi các bạn. Để hai mình ăn xanh gì mà mình nấu canh chua rồi cũng được ha. Với lại mình được một ít trái su. Su thì hôm nay mình hái không nhiều lắm, 8 trái các bạn, 9 trái. Mà su bự bự không không? Dạ, mà rất là bự, rất là tươi ngon ha. Tại nay mình để giống thêm 4 trái nữa, chứ không thôi mình hái cũng được mười mấy trái ha. Với lại mình hái một ít salad cũng còn rất là tươi ngon ha. Với là một ít cải rổ, đặc biệt là cải rổ á, lúc này trời lạnh lạnh nè. Nó rất là non và tốt luôn nha các bạn. Dù không nhiều lắm nhưng mà cũng đủ để luộc ăn một bữa ha. Dạ. Mặc dù trời đã vào tháng 11 rồi các bạn, nhưng mà ra những cái rau của mình vẫn còn ăn được ha, vẫn còn thu hoạch được. Dạ, hôm nay vợ chồng mình thu hoạch như đây ha. Okay. Xin cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Ok, bye. Aiden bye đi, bye. Bye. Aiden làm gì đây? Bye Aiden. Mấy chiếc xu này tốt dễ sợ luôn. Ok, video này kết thúc tại đây không? Cảm ơn các bạn. Xin hẹn các bạn những cái video kế tiếp ha.